Hyundai Palisade 2026 lộ diện rõ nét, mượt hơn cả Santa Fe mới. Hyundai Palisade 2026 mới đã nhiều lần bị cánh săn ảnh bị bắt gặp chạy thử nghiệm trên đường phố. Tuy nhiên, ở lần xuất hiện này, Palisade không được ngụy trang kỹ càng ở phần kính hông và một số chi tiết mặt trước, sau xe. Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 có thiết vuông vắn, rất bóng bẩy với phong cách được lấy cảm hứng từ Santa Fe hoàn toàn mới của Hyundai. Hyundai Palisade 2026 có tên mã LX3, sẵn sàng tiếp nối thành công của những mẫu xe tiền nhiệm với thiết kế vừa mới mẻ vừa quen thuộc. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn pha LED sắc sảo. Nhìn ngang hông xe, mẫu SUV cỡ lớn này gợi nhớ đến nét cổ điển của Range Rover, thế hệ thứ 3, đặc biệt là các mẫu xe đời 2003-2008. Chúng ta thấy hình bóng của Range Rover trên toàn bộ phần kính xe của Palisade mới, nhưng đã được hiện đại hóa với kiểu thiết kế tối giản. Tiếp đến là cụm đèn hậu LED cũng được thiết kế lại, kéo dài dọc theo cạnh góc của xe. Hyundai Palisade 2026 được đồn đoán sẽ được xây dựng trên một nền tảng mới có chiều dài cơ sở dài hơn. Sự thay đổi này nhằm mục đích tăng cường không gian nội thất, cho phép Palisade cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Honda Pilot và Toyota Grand Highlander. Việc Hyundai sử dụng logo mới trên thiết kế mâm xe nguyên mẫu cũng phần nào cho thấy sự tự tin của hãng xe Hàn Quốc với mẫu xe đầy tiềm năng này. Tại triển lãm Auto Los Angeles 2023, những nâng cấp về hệ truyền động của Hyundai Palisade 2026 đã được hé lộ. Theo đó, sẽ có hai tùy chọn động cơ mới, hệ thống hybrid 2.5 lít và động cơ V6 3.5 lít tăng áp, thay thế cho động cơ 3.8 lít hiện tại. Điều này cho thấy nỗ lực của Hyundai trong việc kết hợp hiệu suất vận hành mạnh mẽ với ý thức bảo vệ môi trường. Dòng xe Palisade hiện tại cung cấp nhiều lựa chọn động cơ xăng, nhưng mẫu xe năm 2026 sẽ đánh dấu sự ra mắt của một biến thể hybrid, thể hiện động thái chiến lược của Hyundai hướng tới phương tiện di chuyển bền vững. Mẫu xe mới này không chỉ là bản nâng cấp về mặt sức mạnh mà còn là tuyên bố về tầm nhìn của Hyundai đối với tương lai của dòng xe gia đình. Tóm lại, Hyundai Palisade hoàn toàn mới đang được định hình để trở thành một sản phẩm đột phá trong thị trường xe SUV 3 hàng ghế. Với sự kết hợp giữa thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến và cam kết về tính bền vững, Hyundai sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô.